Mẹo dùng tẩy mà chưa chắc bạn đã biết. Ai dùng tẩy mà thường bị rách giấy hoặc là lỡ tay hư cả tờ giấy như thế này như tôi không? Banh cái tay ra, giữ hai đầu đoạn mà mình muốn tẩy để cố định, sau đó tẩy như bình thường là được rồi. Còn nữa, có ai mà tẩy cái cục tẩy nó dơ như cái cục đất như thế này chưa? Cầm đầu dơ của tẩy bôi lên quần hoặc là áo là được, mà phải là đồ tối màu nha, không thôi dơ quần áo là tôi không có chịu trách nhiệm đâu à. Thường mọi người tẩy mảng lớn hoặc là sau khi phát thảo chì thì tẩy bình thường như này đúng không? Đừng dùng tẩy đất sét lăn trên mặt tờ giấy như thế này nè. Tẩy đất sét có tác dụng hấp thụ than chì nên nó tẩy vừa đủ sạch mà còn để lại nét chì để mình có thể tiếp tục vẽ nữa, đã vậy còn không để lại vụn tẩy nữa chứ. À còn ông bà nào mà kiểu tẩy xong rồi mà còn để nhiều vụn chì như thế này á, xong rồi chu cái mỏ ra thổi, nhiều khi nước bọt nó còn dính lên tranh nữa thì toang. Thôi thì thử xài cái máy hút bụi này nè, tẩy xong chỉ cần hút qua một đường thôi là bàn học sạch tinh tươm luôn, an toàn vệ sinh thực phẩm nữa, nên xài nha.